Đủ tắng pha thấy dễ cưng lắm. Dạ. Bà mặc đồ sexy lắm cô chú à. Bà hùng ông cái ấy, bà. Không có nước luôn. Ông mùi quá bà. Cũng hài. Trời. Ông mắc cỡ ngại. Ông ngại lắm à. Mạnh xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Mạnh lại có mặt tại nhà của bà Đặng tại Đồng Tháp nè cô chú. Bà Đặng ơi. Con chào bà. Dạ mẹ. Dạ bà khỏe không bà? Bữa nay bà đang làm gì đó? Đang rửa chén hả? Dạ. Làm mấy chậu. Dạ dạ. Ở cái cửa bên đây hả bà? Dạ đây, đây à. Chào dạ. Dạ chào cậu. Rồi mình vô bà mở cửa rồi đi ở đây về mấy chợ đánh cửa mấy tiền chảy máu đó mấy lần mấy sợ sợ mình dùng bà tay yếu chân mềm quá hà dạ. Chắc không bảo người ta rồi mình vô nhà bà ơi dạ đi gặp bà rồi mình vô nhà nha bà dạ để tôi thay đồ dạ ba gài áo gài nút lại bà ơi nhà của bà thiết gì nó tù lưu quá trơn nè nhà của bà sập sệ quá luôn cô chú bà đang rửa chén gì quá trời đồ luôn tù lưu tù la luôn nè nước quá trời dơ ta nước đục với ta nước đục quá trời luôn dạ nước sao đục ngầu à có cái nước tại đồ dơ này chứ rửa chén luôn nè dơ chứ cái nước đây nước sạch mà bà cô chú để một xíu nữa thôi là bà Đặng ra tại vì bà Đặng đang lấy quần áo để thay cho ông. Con chào ông. Con chào ông. Gài áo lên bà ơi. Bà khoe hàng hết rồi. Bà ơi, đóng hàng lỗ hàng rồi bà ơi. Áo không có nút luôn hả bà? Đây là cái lỗ của nhà bà Đặng là đang sửa đang làm lại đó cô chú. Đây là cái hàng rào nhà bà Đặng nằm ngoài trước nè. Tù luôn tù la hết trơn luôn. Cãi hết trơn luôn à, ông ơi. Lúc đó sao nữa bà? Lúc 10 buổi nửa tháng ông mới chịu gần bà rồi lúc đó là sao? Hai vợ chồng hả? Kỳ quá bà cãi ông hết rồi. Con đường tuyệt đỉnh non bồng. Dạ. Tài đất xây dần có cây liệt liệt. Dạ. Xây dần của cây liệt liệt luôn hả bà? Nhìn mặt ông á giống hệt mặt của ba con luôn á. Ba con. Dạ, yeah. Nhìn ba con nhìn mặt hiền lắm không? Dạ, y như ông vậy. Nhìn mặt ông rất là hiền luôn. Dạ, em chào chị Ngọc Mai nha. Dạ, anh này cái anh em ông ở quốc nhiều mà. Dạ. Căn dạ, nhà ba Mỹ tốt. Bà nói mà. Dạ, Đài Loan, cái cậu kia ở California. Dạ. Cậu về hưu nghỉ mà tốt, đi lên Đài Loan mua đất cất chùa tu. Dạ. À, ở bên California là bên Mỹ đó bà. Dạ. Dạ. Ông tên gì ông? Tùng. Anh ông Tùng dạ, ông Tùng Minh Tùng. Dạ. Bí danh là Tống Việt Nhi với thằng Ba Chuột, ba hai tên ở ngoài kêu á. Dạ. Tống Việt Nhi thay ta Ba Chuột. Ở xứ á. Dạ. Ở xứ chỗ cha mẹ chung nhau cắt cuốn đó con đó đó. Tống Việt Nhi với Ba Chuột. Dạ. Còn anh này Tống Minh Tùng là
cha mẹ cho ở Sài Gòn người ta đặt tên. Dạ. Rồi bây giờ mấy người đó người ta mới đi ngoại, người ta đi người ta cũng sống, người ta đi bỏ anh này lại mà. Dạ. Đi lên mấy ba đi. Sự là nhìn ông hiền lắm, ông hồi trẻ là con nghĩ ông rất là đẹp trai luôn á bà. Ảnh đẹp trai lắm. Dạ. Hồi ảnh 41 tuổi gương mặt ảnh còn đủ tắn pha thấy dễ cưng lắm. Dạ. Bà mặc đồ sexy lắm cô chú ạ. Bà hung ông cái hả bà? Ông ông ngồi quá bà. Cũng hài. Ông mắc cỡ ngại. Ông ngại lắm à. Không dễ phê không bà? Đây hả? Quen hơi. Dạ quen hơi. Xin quen ăn cá nhận lòng thì theo quen chậu và chậu quen hơi. Dạ bà thơ bà chắc hiểu biết nhiều lắm luôn á. Bà đặng là đọc thơ dạ, nhiều lắm. Đi miễu là ở trong cái kênh của em á. Trong cái đường Limo Tẻ nó có số tài khoản á anh. Có số điện thoại của em luôn á anh. Dạ. Dạ đúng rồi, bà thương ông lắm. Mà em thấy ông bà lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào bà cũng kêu ông bằng anh á. Rất là thương ông luôn. Con cũng mong cho những cô chú anh chị mạnh thường quân á, có thể xem được cái vợ chồng của ông bà, có thể chia sẻ một phần nào đó không? Dạ con nhìn ông thật sự ông rất là hiền luôn. Ông hiền lắm. Nhìn ông bà rất là hiền mà hạnh phúc, tuy nghèo mà hạnh phúc. Rồi bà có những cái kỷ niệm nào mà hạnh phúc rồi vui với ông á, bà có thể chia sẻ cho tụi con biết được không? Tại vì tới cái lứa tuổi của ông bà già như thế này rồi nhưng mà vẫn giữ được cái hạnh phúc á, còn yêu thương nhau thì rất là khó luôn. Dạ cho nên là con tụi con cũng rất là tuy ông bà nghèo nhưng mà cái tình cảm như vậy á tụi con rất là cảm phục của ông bà luôn. Mình có muốn ý là hai người lưu luyến với nhau thêm những diễn không bao giờ phải lọt cái nước lưỡi. Dạ lưỡi luôn hả, nước miếng nó qua lại qua lại, thương mến nhau lắm. Dạ. vắng là nhớ thương mến nhau vậy lắm. Dạ. Còn mỗi lần bà làm vậy ông có chịu không? Thích lắm chứ. Thì đúng ông, bà nói gì đúng không ông? Cũng có đó, mình cũng có. Mình có hả? Lâu lâu nước lưỡi thường không mà bà Đặng? Trong khi hai vợ chồng giao cấu nhau rồi cũng nằm vị trí đó. Thôi bà nói kêu này ông ngại quá rồi. Nó nhà nào nhà trao đổi cho nó hiểu. Dạ. Bà nói này ông ngại dữ rồi. Cũng thường á bà, cho nên là nói chung mình cũng cởi mở bình thường thôi chứ cũng không có sao hết. Dạ. Bà nói hồi đó bà nay còn vậy không? Cũng nay còn, chứ còn cũng hả? Nhau lắm cha. Dạ. Dạ em chào Nguyễn Quang, Nguyễn Trường Bình à. Em chào anh Quang à, anh Quang Trường à. Dạ nhìn cái vợ chồng của bà, ông bà rất là thương luôn á anh. Ai khi nhau cấu là của nhà chồng nước lưỡi rồi là kia nước miếng người ta thương mến lắm. Mình nuôi con chó, con mèo gì mình sợ nó đi á, mình ăn cho ăn cơm, mình phun nước miếng cho cơm nó ăn là nó mến ở nhà, không mà nó không chịu đi đâu hết á. Dạ. Nhìn ông bà rất là thương bà nhau. Bà chia sẻ về cái chuyện chăn gói của ông bà ở cô chú. Làm ông ngại quá luôn. Làm ông ngại lắm luôn á. Không có, ảnh thấy nghe lắm. Dạ, phải nghe hả bà? Có không ông? Ông có phải nghe không ông? Mới nghe. Phải nghe. Tại vì cái chuyện đó cũng bình thường á ông, cho nên là bà cái kể ra thì tụi con cũng là con cháu á thì cũng bình thường thôi à, ông đừng có ngại nha ông. Rồi à, ông có đói bụng không? Chưa đói hả? Khoảng mấy giờ ông mới ăn cơm? 12 giờ. Ờ, ăn trễ gì không? Ăn sớm. Dạ bà mà mai mốt ông á mà có đi vệ sinh hay là cái vụ mà bà nói móc á, bà đừng có móc nữa nha. Bà đi mua viên thuốc ở ngoài ngoài tiệm thuốc á. Nó có bán thuốc thường hay nhét đít đó bà. Là nó sẽ tan ra, mình đi dễ đi cầu, dễ đi vệ sinh đó ông. Chứ bà móc gì giết nó nhiễm trùng ông luôn á. Dạ. Dạ. Uống nước là tiêu bình thường à. Dạ con chào má Mi, con chúc má Mi. Vậy rồi mỗi khi mà ông đi trong quần như vậy rồi bà có giận ông, bà có chửi ông không? Có giận chứ. Giận luôn. Anh biết ăn mà đấy, anh biết nói, anh làm vậy đó.
em có mắc nợ anh bao giờ mà trả nợ vậy nè. Bà vẫn kêu là anh sao mà anh đi trong quần vậy, em khổ hả? Dạ. Bà vẫn nói vậy luôn à? Có nói. Ờ, anh em. Cưng lắm. Cưng lắm chú. Anh đàn ông kia. Ủa con nhìn thấy ông cái lỗ mũi ông có hai cái gì vậy ta? Ảnh này nè. Dạ hai cục thịt dư á bà. Không phải ảnh bên dòng họ, ảnh người nào cũng có vậy đó. Dạ. Nổi. Nổi không? Nổi tự nổi không? Không có, tại cái máu qua ra vậy đó. Dạ. Ừ, có khó chịu có đau gì không? Không. Không. Bình thường nhá không? Bình thường. Dạ. Con thấy cái lỗ mũi ông nó kỳ lạ đúng không? Dạ. Lạ kiểu. Ờ cái vậy là già tôi có nói với tiệm ta cho kem mà xích vô nó được khô, nó không có nứt nẻ. Bữa nay bữa nay bà với lại ông má mình ăn cái gì? Ăn hả? Trưa, bữa nay mình ăn trưa mình ăn món gì bà? À tính là cũng có tàu hũ và chiên ăn, rồi có nước tương đồ cho tương đẩy nhà nhiều lắm. Dạ. Rồi chừng nào có ổng thèm cá thèm đồ cũng đi mua cho ổng ăn, bây giờ ổng chịu ăn. Dạ. Nói bà ông ơi em đi cũng không có khỏe hơn nữa, sợ té rồi vậy đó, bị tôi có máu đột quỵ nữa. Ổng nói thôi ổng chịu ăn, ổng chịu ăn tàu hũ chiên, nói chị tàu hũ chiên mà chiên không ngon như thịt heo tao khoái lắm vậy đó. Không khoái ăn thịt heo à? Ổng khoái thịt heo lắm. Dạ. Một ngày như vậy là ông đi, nói chung là ông đi ỉa đá trong quần nhiều không? Nhiều không bà? Mấy hôm trước thì ớt, bây giờ chưa 2-3 bữa mới đi lần, còn hôm trước là ỉa liền, rồi ớt uống nước quá à. 7 ngày, 6 ngày không ỉa. Tại vì bà không cho ông uống nước hả? Mấy còn 2 ngày nữa, ông ỉa không được, cứ mặt cuộc không thở không được, ông chết. Cái tôi quấn không biết làm sao, kêu ông uống nước, ông cũng không uống nữa. Bây giờ tôi thọt vô lũ nước, thấy cục cứt nó cứng mít và cứng ngắc gần như cục đá vậy đó. Dạ. Tôi không biết sao cứ ổng thọt vô, tôi bấm thọt vô là nó tâm luôn hả? Tôi móc vô, móc ra hả? Móc ra mới được chứ. Dạ. Cái thạch cái ống mũ xong khoan nó. Dạ. Không được, tôi móc nơi cậu. Dạ. Nghe độ chừng 1 ký vậy mà nó cứng ngắc như cục đá. Dạ. Bơm trong chứ mà đừng có thọt vô, bơm không được thì nó cứng ngắc như cục đá rồi, nó bứt rồi. Dạ, hình như là ở ngoài tiệm thuốc á bà, là người ta có bán thuốc viên á. Ừ. Là nhét vô đít á, nhét vô là nó sẽ tan ra nó mình đi vệ sinh nó dễ lắm bà. Dạ. Dạ chứ bà đừng có thọt vô. Dạ. Lấy cái tay thọt vô cái tay thọt vô bấm dữ lắm, bấm ha, dữ lắm tay tà đầm ống tay luôn đó mới cứng được á. Rồi nó ra không bà? Ra. Ra được miếng cục thì móc. Rồi, ra móc từ từ ra. Ờ cái móc được ta, tôi móc ngay lắm á, tôi sẵn chết cái tay nặng bụng rồi móc ra. Rồi cái bấm á, kể mình kể mua khoai lang khoai cao rồi đó là khoảng 1,5 kg đó. Dạ. Móc gì sợ nhiễm trùng nữa bà ơi. Mà bây giờ còn cứt còn đầy bao tử nữa. À, còn mệt dữ lắm, cứ khoai lang thằng nó ép phổi á. Bắt đầu chạy uống nước nhiều đặn trong bao tử nó lỏng, cái ra tức nó lỏng nó mới qua đường ruột nó ra được. Cái được về cho anh uống nước, có bữa đó tôi mừng quá mừng rồi, bị người ta nói 2 bữa nó tử vong. Nói ông hả bà? Bao ruột thì chết. Dạ. Ông không đi được, ông không đi được đó là ông bị tử vong luôn ha. Tử vong luôn, ta nói 2 bữa nó tử vong, bị tức nó đầy ruột rồi, nó cứng quá không còn hơi thở. Dạ. Vậy đó bà, giờ bà móc luôn. Ừ, bị người ta có nói về, tại mình không biết, có phát thanh cho biết ai mà chích mũi 2, mũi 3 rồi đã phải uống nước ngày 3 lít, 2 lít. Thì tặng cho cái cách gì trong mình nó khó chịu đó ha. Yeah. Bà tiến ra nước đái, mới hót. Yeah. Giờ mới kêu anh uống rồi. Tệ quá à. Ông với bà thì lấy nhau là được bao nhiêu năm rồi mà giờ con thấy vẫn còn mà hạnh phúc quá. Thôi anh này 41. Tôi 42 gần 43 vậy đó. Bà mai mốt ông mà có bị gì bà đừng có lấy tay bà móc nữa nha. Trường hợp vậy tôi ở dưới xuồng là ở đò cảnh á, có ông Tánh Đô ổng đi làm ruộng với ông Tư Qua đò đó, ổng kết cấu là để nói với ủy ban cho tôi với anh này phối hợp làm vợ chồng nó vì đó là mẹ ở tới bây giờ. Mà lúc đầu anh này không biết ảnh có bệnh chứ, ảnh thờ ơ lắm, không biết về tình yêu. Rồi ảnh đi đâu ảnh đứng nói chuyện với cây cỏ con à, tôi không chịu. Tôi nói nè ông ơi,
chồng tôi gì đâu á, ông đứng đâu ông nói chuyện với cây cỏ, ông mà ông ghét nhém ta nói không phải, ông tính việc làm ăn đồ đó à, tôi không biết nữa. Bị gì chắc vợ con ảnh đồ ảnh thất vọng. Dạ. Người ta chở ông bên vợ chở bỏ vô ruộng á. Chở ông hả bà? Ờ chở ông bỏ vô ruộng là tôi đi móc luôn á, vụ con tôi mới gặp. Rồi mới gặp. Mới gặp. Rồi mới thương luôn. Ờ nhà mấy ông đó là mai mối dồn thấy ông này tội nghiệp. Rồi tôi nói mấy ông là ông Tấm Đồ với ông Tư Qua đồ đó với ủy ban đồ, tôi nói mấy chú ơi làm mại gì đâu mà cái chồng tôi đứng nói chuyện cây cỏ không, ta nói không phải đâu, ông tính việc làm ăn đó. Dạ. Tôi cũng nghe lời theo nữa. Chắc hồi đó là ông ngại yêu bà á? Không có, ảnh hồi đó vợ con ảnh ba đứa, vợ ảnh bỏ ảnh mà ảnh đang thương mà. Giờ anh lên thành phố lấy cháu 5 cam. Cái ông đó tên Bắc Kiệt Tân, ổng còn trai lớn lên 2 phố đầu ở quận 1. Bà ham bà vào bà lấy. Lấy cháu 5 cam luôn á bà. Cháu 5 cam, cái ông đó tên Tân. Dạ. Giờ của ông lấy cháu cũng 5 cam. Vợ cái này lấy cháu 5 cam ở Sài Gòn, ở quận 2, quận 1 gì đó. 5 cam có tiếng tâm lắm á bà. Ừ, nói vậy ra. Rồi, ông 5 cam ở dưới này cũng biết vậy. Yeah.